Bọt folio. Ủa, anh Thủy đang update portfolio và CV hả? Ờ. Ồ, anh mới 26 tuổi mà anh ghi tới 30 năm kinh nghiệm lận, ghê vậy. Ừ, tính luôn thời gian OT đó. Ảnh làm CV là sắp nghỉ đến nơi rồi. Có lẽ mình nên kêu ba tuyển dụng ảnh. Thủy nó định nghỉ hả? Có lẽ nên kêu sếp thưởng tiền để giữ nó lại mới được. Nếu thưởng thì nó nhận thưởng xong nó sẽ nghỉ, chi bằng tăng lương cho nó. Danh sách tăng lương công ty cổ loa SR SR @cổloa.xyz. Đúng như kế hoạch của mình. Ủa, tưởng anh Thủy tính xin nghỉ chứ. Mới được tăng lương sao lại nghỉ mày? Tại vì mấy anh nóng quá nên Châu nó giúp anh tản nhiệt cho máy đó. Hả? Là sao? Kìa. Anh Thủy ơi, sếp kêu vì em tưới nước lên CPU của anh Thủy nên sếp tịch thu hết 8 cái điện thoại của em rồi. Em không có qua được nữa. Sao bị tịch thu điện thoại mà em cười tươi dữ vậy? Em biết sẽ bị tịch thu mà, nên em đã đặt báo thức cách nhau 15 phút của toàn bộ 8 cái. Sếp sẽ phải trả giá. Tình hình là tôi đã tịch thu điện thoại lẫn laptop của con Châu, nhưng vẫn thấy nó ngày ngày lên mạng để qua. Các cô cậu có ai cho nó mượn điện thoại không? Hôm qua tôi thấy con Châu nó dạo quanh mấy tiệm bán điện thoại nhiều lắm á sếp. Vô lý. Tôi cũng đã khóa thẻ của nó, sao nó mua điện thoại được? Châu nó cần gì mua? Nó qua bằng chính điện thoại dùng thử của mấy cửa tiệm đó chứ.